bỏ này ra là xoáy dây bắt xe vào đây luôn rồi cho nó đẹp. Hả? Đầu này đầu cắm vào nguồn này, cắm vào tường rồi à, cắm vào cái đầu này đầu cắm vào dây sen này, dây sen này đây đầu bắn đây xoay đấy, vòi thành nước này mở rồi.